Ăn bao nhiêu mấy bát? Đứng thẳng người lên. một bát. Một bát á? À, ăn một bát mà no á? Hả? Biết tội không ăn cơm là mắc tội gì chưa? Nhưng lúc đấy không có gì ăn được. Tại sao không có gì ăn? Thì lúc nãy mặt sưng thì với ai? Không phải em làm xong. Thế không phải mặt sưng thì là cái gì? Hả? Ở đây chỉ có hai người, chỉ có anh và em mà mặt em sưng lên với ai? Đứng thẳng người lên, bỏ tay ra. Trả lời nhanh, tại sao mặt sưng? Sữa trước thì giờ này à, trả lời câu hỏi xong đi thì đi mua sữa. Em không làm xong à? Thật không? Sao? Thế vừa nãy ai mặt sưng lên? Em không làm xong. Lần này lần thứ mấy rồi hả? Đứng thẳng người lên, úp mặt vào tường. Lần này là lần thứ mấy hả? Lần thứ 10. Lần thứ 10 rồi. Thì đứng úp mặt vào tường đây là lần thứ mấy? Lần thứ 5 rồi á? Thì 5 lần kia là tha rồi nhá, còn 5 lần là úp mặt vào tường nhá, mà không suy nghĩ rút ra được bài học gì à? Tay nghiêm túc đi, lần sau còn thế nữa thì làm sao? Úp mặt vào tường bao nhiêu lâu? Không, 10 phút nhẹ. 20 phút nhá. Nhớ đấy nhá. Nghe đó chưa?